Thưa quý vị, một trong những niềm tự hào của người Việt sinh sống, học tập và làm việc trên đất nước Thái Lan là sự hiện hữu của những ngôi chùa Việt. Trải qua hàng thế kỷ, các ngôi chùa Việt ở đất Thái với các nhà tu hành gốc Việt vẫn duy trì những bản sắc riêng cả về đường lối tu hành lẫn sinh hoạt văn hóa. Những ngôi chùa Việt cổ kính có tuổi đời hàng trăm năm tọa lạc trên những con phố, miền quê ở các tỉnh của Thái Lan. Giản dị mà vững chãi, trầm mặc như cốt cách của con người Việt Nam. Một điểm chung là tất cả các chùa Việt ở đây đều được gắn biển tên bằng tiếng Việt như chùa An Khánh, chùa Diệu Giác. Tiếng tụng kinh cũng bằng lời Việt hàng ngày vẫn vang lên, mang lại cảm giác thật gần gũi, ấm áp. Ngày lễ, ngày Tết hay là ngày rằm á, Việt kiều tỉnh Mục Đà Hán là đến chùa. Đến chùa này rất là đông, đến nhiều trăm người để giữ gìn văn hóa Phật giáo làm theo của Việt Nam chúng ta. Đi lễ chùa là nét văn hóa truyền thống của người Việt tại Thái Lan. Hiện trên đất nước Thái Lan có khoảng 21 ngôi chùa Việt Nam được xây dựng tại 8 tỉnh thành phố của Thái. Các ngôi chùa Việt thực hiện nghi lễ theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Sự du nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam cùng với sự xuất hiện của các ngôi chùa Việt trên đất Thái và hoạt động tín ngưỡng của bà con Phật tử Việt Kiều góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng Kiều Bào. Thầy qua đây hành đạo thì coi như là vẫn sinh hoạt bình thường của giống như Phật giáo của Việt Nam mình ở Việt Nam, không khác biệt gì hết. Vì mình theo cái đường lối của bên Thái Bắc Tông của mình á, thì vẫn dùng những cái kinh sách gì đại thừa của Phật giáo Việt Nam của mình sinh hoạt. Đó những ngày thí dụ như ngày lễ ngày rằm ngày mùng 1 thì mình làm theo nghi lễ Bắc Tông, rồi bà con đây cũng hướng về cái hướng Bắc Tông của mình. Hiện nay, chùa Việt trên đất Thái không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, tu học Phật pháp mà còn là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt văn hóa của bà con Kiều bào. Hàng năm, các chùa đều tổ chức các ngày lễ lớn như Phật giáo, Tết Nguyên đán, Phật đản, Vu Lan, thu hút đông đảo người Việt tham dự, lễ bái và chung vui. Vì vậy, tuy xa quê, nhưng Kiều Bảo luôn có cảm giác như đang ở trên quê nhà.